Ê cô làm gì đây? Đang sửa cái máy mà đang bắn giờ giờ đấy, cái máy nó hỏng rồi này. Máy mẹ má, máy hơi này hỏng á. hết hơi rồi này, này. Sao sao hỏng đấy? Cháy động cơ. Cháy động cơ đang mang động cơ đi sửa. Đang làm gì đấy? Đóng cái gì đấy? Đóng cái ghế này thì giờ đang cần đóng gấp mà giờ mang động cơ đi sửa không biết bao giờ xong đây. À, sử dụng súng bắn đinh à? Bắn đinh thì động cơ hỏng. Ông có cần gấp không? Tôi chỉ cho cách uh, cái mèo này nữa. có thể bắn được súng bắn đinh luôn đấy ăn cần gấp nhưng mà máy mang đi sửa ông dùng cái gì mà cần gấp đấy súng bắn đinh à Đang bán cái ghế này để gắn lên cái thuyền thủy khí cơ này à đây tôi tôi chỉ cho ông một cái cách này cái cách này là ông có thể sử dụng súng bắn đinh mà không cần máy bắn hơi luôn đấy không cần một cái máy bắn hơi nào cả ông có, có thể bắn làm sao mà nạp được hơi bắn được cái cách này của tôi là đảm bảo với ông là bắn như máy bắn hơi luôn đảm bảo hiệu quả luôn ông nói vô lý chứ không có hơi làm sao mà bắn được đảm bảo ông bắn được cái này tôi chỉ cho đây tiền thể đây thì mình hướng dẫn anh em là sử dụng cái máy bắn đinh này mà không cần tới máy bắn à, máy hơi này mà vẫn bắn được ngon như bình thường luôn nhá đây đây cách này đây ông sử dụng cho tôi cái này bơm này, ừ. bơm này bơm á dùng bơm không cực kỳ nhẹ luôn chỉ cần bơm hai phát là ông bắn được mấy phát luôn cái này cực kỳ hay luôn đây tiền thể đây thì mình hướng dẫn anh em luôn này anh em mà làm theo cách này mà khi gặp cái trường hợp là có súng bắn đinh mà không có máy bắn hơi anh em áp dụng cách này bắn như máy bắn đinh bình thường luôn nhé đây ví dụ như máy bắn hơi anh em bỏ tiền ra mua thêm này mà nhà anh em đi đi đâu mà nhặt được cái này về mà không biết cách sử dụng thì anh em sử dụng cái này cho mình sử dụng một mua một cái bơm này thôi rẻ tới 25 30 nghìn đồng thôi mà bây giờ bơm hơi vào đây à không không ai bơm hơi vào đây làm gì bơm trực tiếp vào đây luôn và có thể một lần bơm hai lần bơm ông có thể bắn được mấy phát luôn đảm bảo với ông luôn cái này giờ bơm vào đâu đây ông bơm vào chỗ này luôn đây là ừ, cái điểm... Vào điểm này luôn hả? ờ ừ. nhưng mà cái này ông tháo ra này tháo ra cho tôi cái này đi Rồi ông uh, lắp cái kia vào Đó, lắp cái van đầu bơm vào là ông có thể cái bắn được nó... cái này làm sao mà kẹp được? à cái này không phải đâu cái này ông phải tháo cái này ra này cái đầu này nhỏ thì không kẹp được vào đây đâu ông tháo cái này ra này xong rồi ông tháo cái đầu bơm kia ra luôn để ông cứ tút kia cái này ra đi đấy anh em lấy cái này ra nhá chỉ để lại cái vòi bơm này thôi cái này dí vào đây không cái cái kia ông tháo nốt cái hồi nãy đây cái vòi bơm này tháo cái điểm cuối này anh em nhớ là tháo cái này này đó tháo ra dùng kềm với cả lê tháo cái cái kia ra tháo ra dùng cái này để lắp vào cái vòi kia ông tốt cái kia ra rồi gắn cái vòi kia vào lấy cả cái cái kia luôn Đấy, anh em bỏ vào như thế này nhá đó rồi dắt vào đấy bàn là như bình thường thôi là gắn vào đây là có thể bắn được luôn Vằn chặt vào, dùng kềm và lê các kiểu vằn nó cho nó chặt vào Anh em áp dụng cách này của mình, nếu mà anh em có cái súng này này Cái súng bắn đinh này này mà không có máy bắn hơi ấy, Hoặc là máy bắn hơi đang hỏng mà đang cần cần gấp để sử dụng Thì anh em sử dụng cách này rất là hiệu quả nhé Rồi, bây giờ chỉ việc gắn vào thôi là dùng được luôn Đó nhưng mà cái cách này cái cách này của mình ấy phải cần tới một cái người người phủ bơm nữa phải có một người bơm cùng nữa thì mới bắn được còn một mình cả bơm cả bắn thì lại không được nhé nên là mình sẽ cần tới một cái người để bơm đời tôi xíu tôi nhờ người cho đấy bây giờ mình sẽ cần tới một người để phù bơm nhé bơm đi bơm bơm cho căng vào đấy bơm lúc nào cảm thấy nặng tay là được đấy khoảng tầm bốn cái rồi rồi như thế là bắt đầu nó mạnh rồi bây giờ là có thể bóp cò bắn được ấy đó như bình thường luôn đấy thử đi bơm bơm căng lên rồi rồi như thế là có thể bắn được không anh em thấy chưa đinh lút luôn này phát đầu tiên thì bắn hơi lối rồi phát này là đinh kịch luôn này dí cho đó bơm cho nó kịch vào rồi, thử đi đấy. một lần bơm đấy bắn được ba bốn lần cứ thử một xem đấy anh em mà sử dụng một cái bình nén mà nó nó phủ ở chỗ này nữa đấy. để nó giữ giữ hơi lại thì có thể bắn được năm sáu lần luôn đấy cứ bơm căng như thế là được thì gần hai lần bơm là có thể bắn được rồi đó bắn thêm một phát nữa này đấy anh em thấy chưa đinh phá thứ hai thì nó hơi nhô lên một xíu nhưng mà đinh này phát đầu tiên bắn phát là lút luôn này Đấy, như như súng bắn bình thường luôn bắn thử đầu này xem không khác gì bình thường lắm nhá chỉ cần bơm hai phát là có thể bắn được rồi Đấy. đủ rồi như thế là căng căng thế kia là đủ rồi bây giờ có thể bắn được luôn đó. chỉ cần bơm mà một hai lần thôi cảm giác nó căng căng thế kia là ông có thể bắn được rồi Đấy, bắn đi đó nút tẩm luôn này thấy chưa anh em thấy chưa đấy cứ bơm cho nó căng căng lên một xíu là có thể bắn được cho nó đấy, đấy. Đây, anh em thấy chưa không khác gì máy bắn bình thường đâu nhá miết không thấy gì luôn này đó đó rất là ngon đúng không cái này chống cháy thì quá tuyệt vời luôn anh em không cần tới máy bắn hơi khi mà cái máy ví dụ như máy bắn hơi anh em à máy hơi mình nói nhầm anh em ví dụ như cái máy hơi anh em đang hỏng như thế này mà cần gấp để sử dụng thì anh em có thể sử dụng cách này của mình cực kỳ hiệu quả luôn gần như là nhà nào cũng có tới một cái bơm này hoặc là anh em mua cái bơm này thì nó rẻ tới 20 đến 30 nghìn đồng một cái thôi mua về là có thể chống cháy được rồi đấy thử luôn trên cái ghế này luôn rồi đó đây ngon lành luôn không khác nói chung là nó không khác gì một cái máy bắn hơi bình thường luôn mà chỉ cần tới một người phải có một người phủ nhá một người phủ bơm thì mới bắn được cái máy này bắn lệch rồi bắn lệch ra ngoài này rồi đấy anh em thấy chưa đó thì đây là cái cách này của mình mà hướng dẫn anh em sử dụng một cái máy súng bắn đinh mà không cần tới máy máy hơi mà anh em vẫn có thể bắn được như bình thường thì ông thấy cách này thế nào ok hiểu quả. Đúng không? dùng chống cháy được đúng không quá tuyệt vời luôn quá tuyệt vời. ok thì các bạn thấy video này hay thì nhớ cho anh em mình một like cũng như subscribe để ủng hộ kênh nhá chào anh em nhá đây dùng đi bây giờ dùng chống cháy đấy tôi đi vào nghỉ đây